Chào mừng độc giả đã đến với kênh YouTube chính thức của báo Việt Nam Net. Sau đây là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bà Kamala Harris lo ông Trump tuyên bố thắng cử quá sớm. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 22 tháng 10 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News rằng bà lo ngại ông Trump sẽ tuyên bố thắng cử trước khi phiếu được kiểm. Theo bà Harris, chiến dịch tranh cử của bà đã chuẩn bị cho khả năng Cựu tổng thống Donald Trump sẽ cố phá hoại cuộc bầu cử vào tháng 11, song bà hiện tập trung vào việc cố gắng đánh bại ông trước. Khi được hỏi về khả năng ông Trump sẽ tuyên bố thắng cử trước khi phiếu được kiểm và trước khi các phương tiện truyền thông dự đoán người chiến thắng, bà Kamala Harris đã bày tỏ lo ngại. Có một người, đó là ông Trump, ông ấy đã cố phủ nhận cuộc bầu cử tự do và công bằng, người đã bác bỏ ý nguyện của nhân dân và kích động một đám đông bạo lực tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ làm một số người thiệt mạng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ đề cập tới vụ tấn công đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Khi đó, những người ủng hộ ông Trump cố ngăn cản việc xác nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Donald Trump đã từ chối nhận thua trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, khẳng định sai sự thật rằng bầu cử có gian lận. Ông chỉ trích một loạt tổ chức và cá nhân mà ông cho rằng can thiệp vào bầu cử. Các chuyên gia cảnh báo, những nỗ lực gieo rắc mầm mống nghi ngờ của ông Trump hiện nay có thể được sử dụng để kích động những người ủng hộ sau khi bầu cử diễn ra và ông sẽ cố giành quyền lực bằng cách tuyên bố cuộc bầu cử là không hợp lệ. Hiện nay, chỉ còn hai tuần nữa là bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Ông Trump và bà Harris vẫn đang trong thế giảng co với các cuộc thăm dò cho thấy Hai ứng viên tỏ ra ngang tài ngang sức trên toàn quốc và ở bảy tiểu bang chiến trường quan trọng. Kết quả thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos với biên độ sai số 2% cho thấy Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đang duy trì khoảng cách 3 điểm phần trăm dẫn trước cựu tổng thống Donald Trump trên toàn quốc. Cụ thể, bà Harris giành được 46% số phiếu ủng hộ và ông Trump giành được 43%. Trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của cử tri, Cựu tổng thống Trump dẫn trước đối thủ Harris trong vấn đề nhập cư và kinh tế, với khoảng cách lần lượt là 48%, 35% và 46%, 38%. Ngược lại, đương kim phó tổng thống đang có lợi thế trong việc xử lý các mối đe dọa đối với nền dân chủ cũng như chăm sóc sức khỏe và phá thai, với tỷ lệ ủng hộ là 42%, 35%. Trong khi đó, cuối tuần qua, ông Trump đã lần đầu tiên vượt qua bà Harris trong dự báo bầu cử của The Hill decision desk sql với mô hình cho thấy ứng cử viên Đảng Cộng hòa có 52% cơ hội chiến thắng so với 48% của đối thủ Đảng Dân chủ. Với thế bám đuổi xích sao, cả hai ứng cử viên đang nhắm tới các cử tri cần giành lợi thế trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử. Cả hai ứng cử viên đều tập trung vào nhóm cử tri gốc Latin, những người được cho là có thể xoay chuyển kết quả ở các bang chiến địa như Pennsylvania, Arizona và Nevada. Trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 10, Phó Tổng thống Harris đề xuất kế hoạch tăng gấp đôi số lượng học nghề đã đăng ký, hạ tiêu chuẩn tuyển dụng các vị trí trong cơ quan chính phủ cũng như cung cấp các khoản vay có thể xóa nợ lên tới 20.000 USD cho một triệu doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, tại cuộc gặp trực tiếp các cử tri gốc Mỹ Latin cùng ngày ở ngoại ô Miami, cựu Tổng thống Trump đã khẳng định các chính sách kinh tế của ông mang lại lợi ích hơn cho cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha. Cách dẫn trước của ứng cử viên Đảng Dân chủ không thay đổi so với cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước, trong đó bà Harris giành được 45% ủng hộ so với 42% của ông Donald Trump. Kết quả thăm dò mới đây của Reuters, Ipsos cho thấy, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 3 điểm trên toàn quốc. Theo kết quả trên, bà Harris giành được 46% ủng hộ và ông Trump giành được 43% khoảng cách dẫn trước của ứng cử viên Đảng dân chủ không thay đổi so với cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước, trong đó bà Harris giành được 45% ủng hộ so với 42% của ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Kết quả thăm dò cũng chỉ ra rằng vấn đề nhập cư, kinh tế và các mối đe dọa đối với nền dân chủ là những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với những cử tri tiềm năng. Cựu tổng thống Trump dẫn trước trong vấn đề nhập cư và kinh tế với khoảng cách lần lượt là 48%, 35% và 46%, 38% so với bà Harris. Đương kim phó tổng thống dẫn trước trong vấn đề các mối đe dọa đối với nền dân chủ cũng như chăm sóc sức khỏe và phá thai với tỷ lệ ủng hộ 42% so với 35% của đối thủ. Vấn đề nhập cư là vấn đề hàng đầu mà cử tri mong muốn người chiến thắng dành thời gian trong 100 ngày đầu tiên tại phòng bầu dục với 35% ủng hộ. Các vấn đề quan tâm khác là bất bình đẳng thu nhập, 11%, thuế và chăm sóc sức khỏe 10%. Khoảng 70% cử tri đã đăng ký cho biết chi phí sinh hoạt đang đi chệch hướng, trong khi 65% trả lời tương tự về nhập cư và 60% là về kinh tế. Cuộc khảo sát của Reuters Ipsos được tiến hành từ ngày 15 đến 21 tháng 10 với 4.129 cử tri tham gia. Trong đó, 3.481 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu, biên độ sai số là 2%. Cuối tuần vừa qua, Ông Trump đã vượt qua bà Harris trong dự báo bầu cử của The Hill Decision Desk HQ lần đầu tiên, với mô hình cho thấy ứng cử viên Đảng Cộng hòa có 52% cơ hội chiến thắng so với 48% của bà Harris. Cũng theo chỉ số thăm dò của The Hill Decision Desk HQ, ứng cử viên Đảng Dân chủ hiện đang dẫn trước đối thủ 1,2 điểm, 49% so với 47,8% trên toàn quốc. Trước đó, ngày 22 tháng 10 Báo chí cũng thông tin bà Kamala Harris đã vượt ông Donald Trump trong cuộc đua tài chính. Cụ thể, chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Kamala Harris và các ủy ban hành động chính trị liên kết của Đảng Dân chủ đã thu về khoảng 633 triệu USD trong quý 2 năm nay, nâng tổng số tiền huy động được lên hơn 1 tỷ USD. Số tiền này giúp bà Harris duy trì lợi thế tài chính so với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump trong giai đoạn nước rút cuối cùng của cuộc bầu cử chỉ riêng trong tháng 9, chiến dịch của bà Harris, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ và các quan chức đảng cấp bang đã huy động được hơn 359 triệu USD. Theo hồ sơ tài chính liên bang, chiến dịch của bà Harris và các ủy ban chính trị liên kết đã bước vào tháng 10, tháng cuối của chiến dịch tranh cử với số tiền 346 triệu USD. Trong khi đó, Chiến dịch của cựu tổng thống Trump, Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa và các ủy ban chính trị liên kết báo cáo huy động được 160 triệu USD vào tháng 9. Tính đến thời điểm này, số tiền vận động được cho đã nỗ lực tái tranh cử của ông Trump là 283 triệu USD. Bà Kamala Harris vượt ông Donald Trump trong cuộc đua tài chính. Chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Kamala Harris và các ủy ban hành động chính trị liên kết của Đảng Dân chủ đã thu về khoảng 633 triệu USD trong quý 2 năm nay, nâng tổng số tiền huy động được lên hơn 1 tỷ USD. Số tiền này giúp bà Harris duy trì lợi thế tài chính so với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump trong giai đoạn nước rút cuối cùng của cuộc bầu cử. Chỉ riêng trong tháng 9, chiến dịch của bà Harris, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ và các quan chức đảng cấp bang đã huy động được hơn 359 triệu USD. Chiến dịch của bà Harris cũng đã chi khoảng 270 triệu USD cho một chiến dịch quảng cáo lớn nhằm tiếp cận cử tri qua nhiều phương tiện như đài phát thanh, truyền hình, trực tuyến và bảng quảng cáo. Theo hồ sơ tài chính liên bang, chiến dịch của bà Harris và các ủy ban chính trị liên kết đã bước vào tháng 10, tháng cuối của chiến dịch tranh cử với số tiền là 346 triệu USD. Trong khi đó, chiến dịch của cựu tổng thống Trump, Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa và các ủy ban chính trị liên kết báo cáo huy động được 160 triệu USD vào tháng 9. Tính đến thời điểm này, số tiền vận động được cho nỗ lực tái tranh cử của ông Trump là 283 triệu USD. Chiến dịch của bà Harris đã nộp hồ sơ tài chính vào ngày 20 tháng 10 trước khi công bố số tiền quyên góp được theo quý. Số liệu này cho thấy tổng số tiền quyên góp hàng tháng của bà Harris vượt xa số tiền mà ông Trump và Đảng Cộng hòa huy động được kể từ khi bà tiếp quản vị trí ứng cử viên của Đảng Dân Chủ thay Tổng thống Joe Biden hồi tháng 7. Trước khi nộp hồ sơ, Đảng Dân Chủ cho biết 95% số tiền quyên góp cho bà Harris đến từ các khoản đóng góp dưới 200 USD. Theo chiến dịch, khoảng 6 triệu nhà tài trợ đã đóng góp hơn 13,1 triệu USD, trong đó có 4,3 triệu người lần đầu tiên quyên góp trong chu kỳ bầu cử lần này. Bà Harris cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ lớn. Trong một sự kiện gây quỹ cuối tháng 9 ở California, bà đã huy động được 55 triệu USD. Cụ thể, bà thu về 28 triệu USD tại sự kiện ở Los Angeles với sự tham gia của nhiều ngôi sao như Jessica Alba, Lily Tomlin và Steve Wonder. Tại San Francisco, bà đã huy động được 27 triệu USD với sự tham dự của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Gần đây, bà Harris cũng đã quyên góp được 27 triệu USD trong một buổi gây quỹ ở thành phố New York thuộc bang cùng tên.